chỉ phải ước mơ sáng giàu. Vì dâu của mẹ là thấy những đứa con mình khỏe mạnh trong tay. Mới mà 23 Tết rồi, nhanh ghê á. Không biết ông Nguyên dạo này làm ăn sao rồi, Tết này nó có về đó ăn Tết với mình không? Để ra bắt cái điện thoại gọi cho nó thử. Chứ là năm nay á con không có về được đó mẹ ơi, tại vì công việc ở trên đây của con nó để con xử lý hoài mà không có xong nè. Nhưng mà nếu có sắp xếp được con về ăn Tết với mẹ nha, chứ mấy năm nay mẹ con mình không ăn Tết chung. Ông ơi, năm nay con Quyên cũng không có về ăn Tết với tôi. Mình tôi lủi thủi tấm thân già này, Tết thì cũng nhìn hình ông rồi không biết làm sao nữa. Mẹ ơi! Quyên hả con? Dạ. Mẹ! Mẹ ơi, Tết năm nay con về trễ nhá, cày thêm chút để xin ra mua ít quà. Thôi con đâu cần xa. Mẹ ơi, con xin lỗi mẹ nhiều nha. Mấy năm nay á, con tức bực với công việc, con để mẹ đón Tết một mình không à. Năm nay con về con ăn Tết với mẹ nha mẹ. Không sao, không sao. Con về là mẹ vui rồi. Mẹ ơi, mẹ vẫn ở cạnh.